trong rêu nhỏ. Ờ, đẻ trứng. Ừ. Còn sâu này, ờ, là nó sẽ đẻ trứng như thế nào. Ờ. Vừa ốc vừa quạt trứng luôn. Mai kể rằng chim le le là loài chim rất là đặc biệt. Chúng thường sống thành đôi, rất tình cảm và có trách nhiệm. Khi chim mái đẻ trứng thì hai con thay nhau ấp, thay nhau tiếp mồi, nuôi con cho đến khi con non đủ trưởng thành để có thể cất bay và sống tự lập. Câu chuyện vừa nhất thì cũng là lúc chúng tôi đi vào hang động. Đây là hang động đầu tiên trong hành trình của chúng tôi và là hang động dài nhất ở Tràng An với chiều dài lên đến 1.000m. Người lái đò thì phải mất khoảng 30 phút để chèo thuyền qua hang này. Trên lũ đá có một số là do nước nó chảy xuống, nước nó chảy xuống tạo thành một cái dụng. Ở trên núi thì sẽ có một số cái mạch nước ngầm. Theo hàng năm khi mà có mưa xuống nó tích tụ và cái lắng động cái cạn đá vô thì tạo thành cái ống lũ đá tại hang động tại Tràng An. Nhưng mà thời tiết ở trong đây nó rất là mát nha, khá là mát, giống như là kiểu mình điều mà mới lại cái khu nhà đó mình mở điều hòa. Mình thấy được tay lái thì cô lại đòi mình rất là chuyên nghiệp. Quá chuyên nghiệp. Nếu mà không chuyên nghiệp thì sẽ không xử lý được các tình huống khó đi khi mà di chuyển trong các hang động. Đầu tiên mình đi vào hang là mới thích xuất hiện. Cảm giác nó rất là mát mẻ đúng không? Mày bảo vệ che chở làm sao mới làm nhiều người cưa mà hay lúc mà những cái hang động mà sao bị cháy bão cho nó lũ có thể là cháy rồi không giữ nó kiểu không đúng không? Tới đây thấy một cái vò này có phải là mình xây mình khoét sâu thêm cho nó ra như vậy không? Đây là hoàn toàn là bàn tay của mẹ thiên nhiên tạo này, tự nhiên hoàn toàn. Trong cái quá trình nâng lên hạ xuống của lớp vỏ trái đất thì có hai thì một vị áo ấu ấn tiếp chồng với nhau để tạo những cái mạch đứt gãy. Khi mạch đứt gãy đó đổi hướng dòng chảy, khi mà nước chảy qua thì tạo thành những hang động ngầm mà chúng ta di chuyển qua như thế nào. Theo thời gian thì cái lượng nước ngầm ở trên trần hang nó nhỏ xuống tích tụ thì mới hình thành được hệ thống trụ đá trong hang động. Rời hang động, chúng tôi tiếp tục lên đường đi qua hang vân hay còn gọi là hang mây. Mai kể với tôi rằng sở dĩ có tên gọi như vậy là vì cứ vào cuối thu và đầu đông, trước cửa hang là xuất hiện những đám mây bồng bềnh trôi rất là đẹp. Còn hang đại chỉ dài khoảng 200m nhưng là hang rộng nhất ở Tràng An. Từ trên thuyền, Phúc có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của những dãy núi hùng vĩ có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm. Núi đá vôi ở đây có chiều cao trung bình từ 185 đến 200m. Ẩn dưới chân núi là những hang động xuyên thủy sẽ truyền tải nước đối lưu từ thung lũng nước này sang thung lũng nước khác. Và đây cũng là con đường duy nhất để di chuyển và tham quan khu vực Tràng An. Vì thời gian không có nhiều nên chúng tôi không ghé qua đền Suối Tiên mà đi thẳng đến Thành Cung Vũ Lâm. Đây cũng là điểm cuối cùng trong chuyến tham quan ngày hôm nay của chúng tôi. Từ nãy tới giờ thì đi trải nghiệm và tham quan Tràng An và cái tuyến số 3 rất nhiều, anh thấy đây có một cái cảm rất là đẹp, đây là đâu mà mát. Đây là một cái nổi bật nhất khi mà đến tham quan Tràng An, đó là thủy đình và đằng sau đó là núi Phượng Hoàng. Tại sao lại có tên là núi Phượng Hoàng? Mình có thể thấy là ở chính giữa ngọn núi, mình có thể tưởng tượng giống gần giống như một chú chim Phượng Hoàng đang phải cánh bay vút lên cao. Anh có thể quay lại nhìn đằng sau, đó, mình có thể thấy ạ, ở giữa là thân, hai bên là hai cánh luôn ạ, bay vút lên cao. Đây là tượng trưng cho ý nghĩa đằng sau nó là khát vọng của người dân Tràng An chúng em muốn bay cao, bay xa hơn đến một tầm cao mới để mang Tràng An chúng em có thể đến gần với quý vị hơn. Mình có thể tạo nhiều trải nghiệm đẹp khi mà đến tham quan Tràng An hoặc là dịch vụ của Tràng An có thể tốt dần lên để phục vụ quý du khách hơn. Như vậy thì khi nào mà chúng ta đến Tràng An chúng ta không thể bỏ lỡ cái khu vực này, bởi vì anh thấy ai cũng check in ở đây. Và đó là lý do vì sao mà tất cả du khách khi tới với lại khu du lịch sinh thái Tràng An phải tới check-in tại thủy đình. Cũng giống như hôm nay check-in Việt Nam đã tới đây để check-in và giới thiệu cho tất cả khán giả trong và ngoài nước một cái di tích, một địa điểm rất là đẹp đã được UNESCO công nhận là di sản kép thế giới từ năm 2014. Em lại nói thêm tí lịch sử về thủy đình này mà. Thủy đình này thì nó nằm ở chính giữa đường sông và đặc biệt vào thời nhà Trần thì các vua Trần thường ra đây ngồi tối ẩm lâm thơ nghe hát nhạc hoặc sẽ cho biểu diễn một số các số hợp điệu của những là múa đường nước ở đây. Và đối diện với thủy đình là chúng ta sẽ được dừng chân tại Vũ Lâm, đó là Hành Vũ Lâm. Hành tức là hai bên hành, cung là cung điện và Vũ Lâm là ngôi đền ở trong rừng. Hành cung Vũ Lâm gồm có những ngôi đền thờ các bậc trung thần tướng sĩ nhà Đinh, 6 vị vua nhà Trần, đền thờ Mẫu, đền thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và một ngôi đền thờ cư sĩ Diệu Liên, người đã có công xây dựng đền Tràng An như hôm nay để du khách gần xa có thể tham quan và trải nghiệm ở đây. Mà cho biết đây là căn cứ quân sự của nhà Trần,
và nằm trong vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An. Tại đây, các vua thời đầu nhà Trần đã xây dựng căn cứ địa để củng cố lực lượng, phản công, giải phóng Đại Việt trong cuộc chiến đấu chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 và 3. Bên cạnh đó, thành cung Vũ Lâm còn gắn liền với các sự kiện các vua nhà Trần xuất gia tu hành, mở mang Phật giáo. Thấy là du khách tới với Ninh Bình là họ không thể nào quên được, bởi vì có những con người thân thiện, hiểu biết và yêu quê hương đất nước mình như là Mai. Cảm ơn Mai rất là nhiều. Ngày hôm nay cứ người biết không, với trẻ em Việt Nam một phút đi cùng với bạn Mai và trải qua cái tuyến số 3 thôi, nó sẽ còn rất nhiều tuyến để chúng ta đi khám phá và trải nghiệm Tràng An. Tuy nhiên chúng ta đi qua ba hang động này và còn rất nhiều cái đền, rất nhiều những di lam thắng cảnh nữa, chúng ta thấy được thêm yêu thương những cái cảnh vật của chúng ta. Đó là cái điều mà chắc chắn ai sẽ không thể bỏ lỡ một lần chúng ta đến Tràng An. Không phải một lần đâu quý vị, còn nhiều lần nữa. Cảm ơn Mai nha. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt Nam ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kỳ tới nhé. Xin chào.